Thập vị ông hoàng. Dưới hàng chầu bà là các ông hoàng. Theo truyền ngôn, các ông đều là con trai của vua cha Bát Hải Động Đình. Các ông là những vị thần trong hệ thống tứ phủ. Vua cha Bát Hải Động Đình sinh ông hoàng cả Anh Linh ra đầu, hoàng đôi vua sinh ra sau, thiên hạ đảo cầu ông ngự đến vương. Hoàng ba giữ việc đế vương, tiếng ông lừng lẫy bốn phương rùng ràng. Hoàng tư làm chúa thủy cung, hoàng năm giữ sổ đề rồng vua cha. Hoàng sáu giữ phép cung gia, vua sai ông trấn Hải Hà Nam Ninh. Quan hoàng đệ thất đào tiên, nổi một trận gió cây nghiêng gốc nhà. Ông làm bão giật mưa xa, hành văn giá vũ đổ nhà lốc cây. Hoàng tám chính trực lòng ngay, lệnh vua một dấu để dày cứu dân. Hoàng chín yểu điệu thanh tân, vua sai ông trấn ở trong đền cờn. Hoàng mười trấn thủ Nghệ An, ở huyện Thiên Bản làm quan phủ dày. Ông hoàng cả là anh trưởng của tất cả các ông hoàng, không thấy ghi lại sự tích cụ thể nào. Động Đình Hồ Bát Hải Long Vương có ông hoàng quận Thi Phương. Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng, chầu vua đế thích chính cung, bốn châu tám cõi tăng long đề huề. Ông hoàng đẹp đẽ tốt tươi, ngôi ở trên trời quyền trấn bốn phương. Về ông hoàng đôi, khi nhà Lê Sơ đến thời suy thoái, các ông vua Phúc Tông, Cương Dực, Uy Mục đều thoái hóa. Nhiều vị trung thần đã cố gắng để khôi phục lại. Ông Nguyễn Kim quê ở Triệu Tường, huyện Tống Sơn, nay là Hà Trung, Thanh Hóa, đã hết sức vãn hồi đại nghiệp, phải đi tìm con cháu nhà Lê, cuối cùng tìm được Lê Anh Tông, đưa lên ngai vàng. Ông Kim có hai con là Nguyễn Uông đã bị giết, Nguyễn Hoàng được làm quan với chúa Trịnh Kiểm và xin được vào trấn đất Thanh Hóa. Con cháu ông xây dựng được vương triều, lập lên đế nghiệp nhà Nguyễn từ Gia Long đến Bảo Đại. Họ rất nhớ quê nhà, gọi Triệu Tường là Quý Hương. Tổ của họ Nguyễn chính là ở đây. Vị thần được gọi là hoàng đôi, hoàng hai chính là Nguyễn Hoàng. Về ông hoàng ba, nhân dân vẫn tôn ông là hoàng Bơ Thoải, có lẽ muốn xem ông là dưới trướng của Mẫu Thoải. Chuyện kể, ông ở dưới nước lên, mặc võ phục đường hoàng, cưỡi ngựa trắng, đeo cung tên, cầm khiêm vàng. Ông được vua cha sai đi giúp nhà vua diệt giặc, phần lớn là vùng miền núi như Đông Cuông, Tuần Quán. Thắng lợi rồi, ông còn được chu du trên các triển sông như sông Thao, sông Cả, sông Lục Đầu, sông Cầu và sông Mã. Tiếp đó ông về Hà Nam, đền thờ của ông ở Lãnh Giang. Hoàng Bơ Thoải đường đường dung mạo, mặt nhường gương tiết tháo oai phong. Thanh xuân một đấng anh hùng, toàn tài văn võ lầu thông mọi đường. Khăn thêu áo trắng đãi vàng, võ hài chân rộng, vai mang đôi hèo. Ông hoàng tư và ông hoàng năm, hiện hai ông ở cõi nước, không hiện lên chốn trần gian. Ông hoàng lục là con thứ sáu của vua Bát Cha Bát Hải, nhưng cũng không để lại gì về huyền tích của ông. Ông hoàng bảy, hoàng Bảo Hà, ông là con thứ bảy của vua cha Bát Hải, được thờ trong hệ thống tứ phủ. Ông kiêm tài văn võ, đánh thắng giặc ở vùng Lạng Sơn, Thất Khê, quen thuộc vùng rừng núi. Bao phen chiến lược tung hoành, định án xã tắc, để binh cõi ngoài. Đất Lào Cai là nơi dụng võ, quyết ra tài đội ngũ tiến công. Biên cương súng nổ đùng đùng, xa trường sương núi máu sông chẳng nề. Ông hoàng tám được gọi là ông Bát Nùng, được thờ ở Bắc Giang. Ông được xem là một vị thần có nhiều phép lạ,
chủ yếu ở dưới cõi nước giúp vua cha yên định thiên hạ. Ông từng dọn dẹp thủy quái, trị hai con mãng xà. Khi ông hiện lên chốn trần gian để giúp dân trừ tai nạn, không thấy gắn với nhân vật lịch sử địa phương nào. Ông Hoàng Chín, còn gọi là ông Chín Cờn, đền thờ của ông tại bãi biển Quỳnh Hương, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hoàng Chín yểu điệu thanh tân, vua sai ông trấn ở trong đền Cờn. Cửa Cờn môn dựng cờ soái lĩnh, lệnh quan truyền nghiêm chỉnh ba quân, quyết lòng vì nước vì dân, trấn an cửa biển, dẹp quân bạo cường. Nhớ ngày Quan Chín ra đời cứu dân, gọi ông là ông Hoàng mà không gọi là quan, có lẽ vì người ta không quan tâm đến chức danh của ông mà luôn ghi nhớ rằng nhờ ngài mà muôn dân hưởng phúc an lành. Ông Hoàng 10, trong tất cả các ông hoàng thì ông Hoàng 10 và ông Hoàng 7 là được tôn vinh hơn cả. Nhiều phủ điện thờ Đức Mẫu Liễu đều có tượng hoặc ban thờ của nhị ông là ông Hoàng 10 và ông 7. Ông Hoàng 10 trấn thủ Nghệ An, ra huyện Thiên Bảng làm quan phủ dày. Ông Hoàng 10 trấn thủ ở trong đất Nghệ An là một nhân vật của xứ Nghệ. Quanh vùng chợ củi, người dân cho rằng chính ông Hoàng 10 đã dẹp giặc Minh rồi đi đánh Chiêm Thành, bắt sống được vua nước này. Ông mất ở núi Nam Giới, được thờ là Chiêu Trưng Đại Vương, lập đền thờ ở đó. Sau rời về Triều Mẫu ở Hưng Nguyên, đền của ông là đền lớn ở Nghệ An, gọi là đền Chiêu Trưng. Gươm thiêng chống đất chỉ trời, đánh đông dẹp bắc việc ngoài binh nhung. Thanh xuân một đấng anh hùng, tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam. Hai vai nặng gánh cương thường, sông Lam sóng cả buồm dương một chèo. Khi cuộc sống ổn định, ông cũng là một nhà thơ. Thơ tiên một túi, Phật kinh trăm tờ. Và rất đặc biệt, ông cũng là một chàng trai lãng mạn, lên núi rồi lại xuống đồi, dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ, vào rừng hái lá đề thơ, cậy đôi cánh nhạn đưa tin tới người. Như thế cũng đã là thỏa mãn tấm lòng tôn vinh anh hùng và sự tự hào của người xứ Nghệ. Song khuynh hướng tôn vinh cần được phát triển cụ thể hơn. Đất Hưng Nguyên cũng như trên dòng sông Lam khăng khít về miền quê xứ Nghệ đã có những thần tích, những nhân vật xuất sắc được phong thần, cũng sẵn sàng tiếp nhận ông Hoàng 10, nên đã đồng hóa luôn các vị tướng như Nguyễn Duy Lạc. Đền thờ ở Xuân Am có nhiều thánh, thánh cả, thánh hai, thánh ba và một vị nữ thần nữa. Một trong những thánh ấy được xem là Hoàng 10. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.